04 là bán em cho ta lại 8 triệu. Dạ, ta đưa tiền đàng hoàng hết luôn rồi đó. Bán em để đi đánh bài hả? Dạ. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hôm nay Bùi Hồ quay trở lại hoàn cảnh của em Nhung, người mà ôm con bán vé số ở trên cái bến phà. Cô bác quý anh chị sống ở trong một cái căn nhà rất là chật hẹp cùng với cha chồng của mình. Thì đồng hành với Bùi Hồ hôm nay á, thì có Đạt. Thì Đạt mới tạo một cái kênh YouTube mới, đó là Đạt Đồng Tháp, để quay về những cái hoàn cảnh khó khăn. Thì Đạt, cô bác quý anh chị biết luôn về cái kênh của mình hay Đạt? Cô bác quý anh chị là Đạt cũng mới vừa tạo một cái kênh, đó là Đạt Đồng Tháp. Đạt thì cũng mới có tạo kênh nên chưa có nói chuyện, chưa có lưu lót, thì có gì cô bác quý anh chị thông cảm. Thì hôm nay là quay, cũng qua là quay cái clip đầu tiên của Đạt luôn. Thôi thì bây giờ thì... vô đây ha. Đạt cũng mới tập làm YouTube thôi. Gặp hai bé luôn rồi. Chào Nhung ha. Dạ chào. Chào chú. Dạ. Ủa cho em bé uống sữa ha, bật đèn lên giùm mình giùm. Dạ. Ồ có cái đèn này không hả? Cái đèn này hư. Hư rồi, dạ ngồi đi. Hôm nay có đi bán vé số không Nhung? Dạ có. Vậy hả, bán dạ. Được nhiêu tờ? Dạ bữa nay bán được 120 tờ. Ồ, hết sớm không? Dạ hết sớm. Ừ, bé mỗi lần khóc nãy mà Bùi Hồ đứng ngoài trước là bé ở trong này khóc vì khát sữa đó. Hôm nay có mua sữa cho con uống chưa? Dạ có. Chứ không uống sữa bịch nữa ha. Dạ. Đây sau lưng này là con của em 2 tuổi đó hả? Dạ đúng rồi. Bé tên gì ta? Dạ bé ngồi, tên ngồi. Hồng Châu. Anh đeo này vô ha. Dạ. Bé này là Hồng Ngọc. Dạ. Đây gửi cho bà mới rước về hay sao? Dạ đúng rồi. Ừ. Bán về ăn uống gì chưa? Dạ chưa. Xem clip thì người ta cô bác của anh chị có ủng hộ thêm không? Dạ có. Vậy hả? Dạ. Hôm nay nhà mình ăn cơm gì ta? Dạ bữa nay ăn cơm với cá chiên. Cá chiên. Dạ. Chú này chạy được nhiều không chú? Mới rồi nóng bệnh cứ là nằm nhà mới lên chạy tháng thì chạy 50 ngàn. Đủ. Thế giờ chạy được 40 ngàn. Chạy 50 ngàn đổ 40 ngàn xăng. Okay. Còn được 10 ngàn chú lên đây ngồi nè. Chú lên đây ngồi nè. Ngồi với lại. Dạ. Nghe một cái câu chuyện là ngày xưa là em cũng rất là khó khăn hả Nhung? Dạ đúng rồi. Kể cho cô bác của anh chị nghe được không? Dạ được. Xưa là em cũng có ba mẹ. Nhưng mà mẹ em thì đánh bài. Đánh bài xong lúc đó cũng nghèo nữa, mẹ không có tiền đánh bài nên mẹ bán em cho người ta. Cái gì? Bán em cho người ta. Bán em cho người ta? Dạ. Dạ. Nhiều tiền? Lúc đó là năm 2004 là bán em cho ta lại 8 triệu. Ta đưa tiền đàng hoàng hết luôn rồi đó. Bán em để đi đánh bài hả? Dạ. Okay. Rồi xong cái đưa tiền xong xuôi rồi tối đó em ở với người ta mà em khóc quá trời. Cái ta trả em về cho ba mẹ. Lúc đó là em mấy tuổi? Em mấy dạ tuổi? Lúc đó mới có một tháng à. Rồi sao em biết mẹ em bán cho người ta? Dạ nghe bà kể lại. Dạ. Rồi sao nữa? Cái bà mới nóng ruột quá, bà mới đi kiếm, bà bắt em lại. Bà không cho mẹ em nuôi nữa. Có nghĩa là bán cho người ta xong ngoại thấy vậy, ngoại nóng ruột, ngoại mới đem em về. Dạ. Rồi bà có trả tiền lại cho người ta không? Em không biết mẹ nữa, em chỉ nghe nói là bắt em về thôi. Em nói là em có ba anh em hả? Dạ, ba chị em. Ba chị em, dạ. Bán mình em thôi. Bán em với em út, còn em trứng giữa thì không có bán. Em trứng giữa thì không có bán? Dạ. Em là 8 triệu, còn em út là nhiêu triệu? Em cũng không biết, em không hỏi. Trời ơi. Còn một bán. Dạ. Còn một bán ác gì. Tạo nó ra phải nuôi gán nuôi chứ sao? Nhưng lẽ em cũng không biết, tại bà em xem clip đó, bà em mới khóc, bà em mới kể thiệt cho em nghe mới biết. Chứ bà em giấu, bà sợ em buồn. Cái câu chuyện đó là ngày xưa bà cũng không có kể cho em nghe luôn. Dạ. Rồi sau này là bà mới xem được clip thì bà mới kể cho em nghe là cái câu chuyện ngày xưa em cũng đã từng bị bán. Dạ. Ôi nhìn bữa nay bé uống kìa ngoan ghê á. Cái này đen hả? Dạ. Nát mà nó tối là nó khóc vậy, đút bú nó nè. Rồi hổm ngày là
Có ai có vợ con gì có điện cho chú không? Rồi, có điện mà không bắt máy. Có coi được clip của cô quá. Dạ. Có chắc vợ chú coi được đoạn clip quá. Dạ. Đúng không? Dạ đúng. Giờ dạ, chú điện nói sao? Điện giờ nó kêu giờ lấy vào cái giấy tờ là đi photo công chứng hết, đừng đem nó ra tòa. À. Lúc trước giờ chưa ra tòa, bây giờ đòi thấy đoạn clip quá, người thấy giận quá ra tòa luôn. Dạ. Rồi tiếng trước tòa xuống mại mấy lần, cái đó bệnh rồi đi đâu rồi nổi đâu. Không có lên rồi, cái hồ sơ đó người ta hủy bỏ rồi. Rồi giờ có làm hồ sơ mới là photo cái hộ khẩu, photo căn cước, công chứng hết. Điện có trách chú không? Dạ. Điện có trách chú không? Không, điện giờ không trách. Nói ông vậy con cái ông có cháu nội gì. Nhà giờ tụi nghiệp nhung quá rồi, tôi nhìn cũng rớt nó mắt. Cái ông nhà đỡ chút. Nên tôi bán đứt ruột gan chứ. Đèo hai đứa về với vợ giữ hai này. Nhỏ này vợ nhõng nhẽo nó khóc quá trời khóc. Nhưng mà tôi hỏi là vợ của chú á, là điện về có trách chú tại sao nói như vậy không? Tại sao nói trên clip như vậy không? Không. Không hả? Dạ. Chỉ đòi ly dị thôi. Dạ. Dạ, chú nói vậy, chú nói sao? Làm ly dị, ly dị. Đâu có gì đâu, dạ, tôi ở với cháu tôi được rồi. Chạy xe thì sống hai cha con cũng sống qua ngày được, nhóm bán cũng ngày lại được 100 ngàn. Lần qua mua hai con cá biển 30, hai con 15 ngàn, mua 4 con. Nó kia nó ăn còn hai con rồi tôi kho. Tôi khóa kho, nó khóa kia. Dạ. Trời hổng ngày thì em con thấy là cái anh Nguyễn, cái cơ mạnh thường quân của kênh anh Nguyễn cũng ủng hộ khá là nhiều hả chú hả? Đó Nhung đưa cho Nhung không à, đưa Nhung gửi gì năm nó bánh á. À, được nhiều chưa Nhung? Dạ được, nhiều. Ừ. Cố gắng mua sữa cho bé uống ha. Dạ. Nó mua thì nó mua, mới mua thùng thùng sữa rồi con nữa này nè. Dạ. Cái thùng sữa đó, thùng sữa đó 322 ngàn. Dạ. Còn này 207 ngàn. 307 hay 207 không? 307. Mới mua thì lên rước nó về ghé mua luôn. Rồi về vậy thì chú nấu ăn hay là Nhung nấu? Nhung nấu. Nhung nấu luôn hả? Dạ. Về bắt một cơm đi rồi vô kho cá. Ốp vô kho. Mà nó thích ăn kiêng, tôi thích ăn kho mà. Mà mặn dễ ăn. Dạ. Bùi Hồ chia sẻ thật với cô bác của anh chị, Nhung thì không, gia đình không còn ai hết á. Thành nữ là phải sống ở trong cái mái nhà này cùng với lại ba chồng của mình. Thì cùng đùm bọc nhau gắn bó để vượt qua cái thời gian khó khăn này. Thì chắc có lẽ là trong ngôi nhà mình thì chỉ nguồn thu nhập chính là từ Nhung bán vé số thôi hả? Khi chạy xe được, chạy trăm mấy thì cũng mua đồ ăn tiếp nó. Bắt đầu chạy không được, nói con này bà chạy không được. Như sáng thì nóng lạnh nằm nhà. Anh nhớ trực lên nó 3 triệu quay lại chạy lên rước con. Mưa cũng chạy lên rước. Không lạnh cũng phải chạy lên rước nó chứ sợ ai đưa vậy. Thế nên lên đi dài đây là 30 ngàn tiền xe rồi. Không lần mấy chỗ mà không đưa đi không rước nó vậy thì đi ngày 60 ngàn tiền xe rồi. Quá ngại lại có nhiêu. Cố gắng đi chứ sao. Hồng Ngọc. Hồng Ngọc. Đã gái rồi. Nhìn cũng đẹp gái ghê á. Dạ, 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 nó con trai mà. Kìa bé bên kia kìa, Hồng Châu kìa, có không? Dạ. Hôm nay đi bán có gì không? Kể cho cô bác anh chị nghe với Nhung. Dạ, hôm nay đi bán thì hên là bán hết sớm, chứ mưa bán không được. Mưa bán chậm lắm. Bán vé số có ngày nào bị ôm không? Dạ có, lúc trước á. Trước thì có ôm. Dạ hả? Dạ, ôm ngày bữa mưa đó. Lúc mà ôm vé số mất vốn thì sao ta? Buồn. Cái số là em lấy gói đầu hay là em lấy tiền mặt? Dạ gói đầu. Tại vì chỗ thầu số em thấy em tội nghiệp nên là đưa cho bán rồi trả vốn lại cho người ta. Ngày em lợi nhiêu? Dạ, ngày em lời 100. Một vé?
Một vé lời 1.000. À, còn tiền mặt thì lời được 1.200 đúng không? Dạ đúng rồi. Thôi thì bây giờ có vốn đó, mình trả tiền mặt đi. Dạ. Mai mốt gì đó mình trả tiền mặt cho người ta đi, mình lời được 1.200. Dạ. Tiền mặt số đẹp nữa. Tiền mặt số đẹp nữa hả? Dạ. Trong nhà anh thấy Mạnh Thường Quân của kênh Anh Nguyễn cũng ủng hộ em đó. Dạ. Thì thôi dư vốn đó mình trả tiền mặt cho người ta. Dạ. Thì mình sẽ được số rồi mình lợi nhiều hơn tí xíu. Có tự xem clip của mình lại mình kể lúc mình khóc không? Dạ có. Thấy sao? Dạ. Thấy cũng buồn. Bà em coi clip được, bà em nói là bà em buồn mẹ em lắm. Dạ hả? Dạ. Bà ở gần đây không Nhung? Dạ gần, dạ 23 nhà thờ đó. Ừ. Rồi bà có chia sẻ gì nữa không? Bà nói là con mà con gái mà không nuôi mà đem đi bán. Mẹ em thì mẹ em không thích con gái, mẹ chỉ thích con trai à. Rồi nghe bà kể vậy thì khóc, có muốn khóc không? Dạ có. Dạ hả? Trời bộ trời bé uống sữa rồi Đạt. Hết luôn rồi. Em tự, cái đó em pha sữa hộp á hả? Dạ đúng rồi. Lúc mà đầy tháng nó thì sữa bú ấy rồi nó lại nhức đầu rồi. Chạy đi chích mũi thuốc cái mất tiêu sữa luôn. Bú sữa bệnh tới giờ luôn. Dạ. Mà lên hỏi cái bà Chi, hỏi bà Chi chích thuốc, hỏi sao bà chích thuốc con tôi sao mất tiêu sữa. Nó tại nó mất sữa nó biết sao. Rồi đến đưa học thuốc, học thuốc mà để uống cho có sữa, uống cũng không có sữa luôn. Tới giờ luôn. Mới có 18 tuổi thôi cô bác anh chị mà phải ôm trong mình hai đứa con. Một đứa bé thì chỉ có 2 tuổi, một bé thì chỉ có 2 tháng. Dạ, còn được 2 ngày nữa, 2 tháng. Ừ. Bộ bà đi chợ tóc máu đó, cái thằng nó tóc mà cứ tóc nó chạy, cái thằng này đẹp trai quá bà. Giờ anh lạc qua lạc lại thấy bà nó tay là chạy gái. Gái. Nên nhỏ nhỏ tôi hung với cái mặt này, sợ chứ. Nhìn gương mặt của cô Nhung, cô bác anh chị sẽ không nghĩ rằng là Nhung năm nay 18 tuổi đâu. Dạ. Nhỏ xíu con à. Là từ sanh ra là cứ uống sữa ngoài không hả Nhung? Dạ. Là không có uống sữa mẹ? Dạ có, hồi lúc trong tháng thì có uống sữa mẹ mà qua đại tháng rồi là bị mất sữa luôn. Ừ. Dạ. Chiều nay lại đây vào một buổi chiều mưa. Thấy gia đình quay quần đầy đủ thành viên trong gia đình hết. Dạ. Bên nội bảo ngày nào cũng mưa. Dạ. Bé cười hoài kìa. Tối thì các bé có dễ không Nhung? Dạ dễ, mà bé này thì ẩm đi ra cổng phà bán. Nhằm khi ồn quá là hay chơi giới giùm mình tối ngủ không vậy? Vậy hả? Dạ. Có nghĩa là một tay ẩm, anh hỏi thiệt nè, một tay ẩm bé nè. Dạ. Tay cầm vé số à, mỏi dữ không? Dạ mỏi. Vậy hả? Dạ. Sao em không mua cho bé cái đai? Dạ có đai nhưng mà người nhiều người nói là đai sớm á cụp xương sống em bé. Ừ. Nên em ẩm. Có bao giờ em nghĩ là sau này em sẽ không đi bán vé số mà chuyển sang làm công ty gì không? Em cũng chưa nghĩ tới nữa. Tại vì con em còn nhỏ. Tại vì ông bà người ta nói câu là có chồng càng sớm thì tiếng gu càng buồn. Thế Đạt ha. Mà lại gặp cái cảnh khá là éo le khi mà không có chồng bên cạnh nè. Gia đình thì không có. Trong một cái gia đình thì phải sống chung với lại cha chồng. Đó. Thay vì cái tuổi của Nhung là cái tuổi mà con gái mới lớn á, thì tuổi chớm nở, thì đang tuổi đủ yêu đương.
Tuổi có nhiều tương lai này, bây giờ lại ôm hai đứa con, nuôi hai đứa con à? Dạ. Nhưng mà cô bác của anh chị sẽ rất là bỡ ngỡ khi mà bé Dung rất là chịu khó để mà mưu sinh, để mà kiếm sống hàng ngày cùng với lại ba chồng của mình đó. Chứ nhiều người thì chắc có lẽ là cũng chịu không nổi cái áp lực này đâu ha chú. Dạ. Nhung chắc ở nhà rất là chịu khó hả? Dạ. Ngày kia nó lúc đó, nó ở nhà là như tháng cho cứng cứng cá. Ở nhà chịu không nổi rồi. Ba chị xe rồi ấy, con chị bán buôn có tiền tiếp ba. Mua đồ ăn gì đó. Hai cho con mua chừng 30 ngàn đồ ăn đủ rồi. Ngày xưa mà cái việc cưới Nhung cho con trai của mình đó, thì Nhung chưa có đủ tuổi thì việc cưới hỏi như thế nào? Hồi đó hai đứa thương nhau về đây ở chứ đâu có cưới hỏi. Thằng chơi cũng bằng tuổi nó vậy. Thằng bằng tuổi nó nhỏ tháng Nhung nữa. Dạ hả? Dạ. Mà bởi con nó cao vừa giỏi vậy á. Rồi có làm mâm cơm đồ trình diện hai bên được không? Có bên bạn Nhung có xuống. Thì cũng nói vậy đó, rồi rồi hai đứa nó ở luôn á. Lóc chóc quá. Ở luôn, đã ngay nữa luôn. Ô mẹ Nhung là đi theo mà có chồng khác không? Dạ đúng rồi. Dạ hả? À, lúc mà biết em có chồng á thì cũng xuống đây bắt em về, đòi bắt em về rồi đòi thưa này nọ. Nhưng mà bà em nói á, giờ lỡ có bầu rồi, với lại á, nếu mà con không có ba cũng tội cho nó. Với mẹ em không có nuôi em từ hồi nhỏ tới giờ, mẹ em không có quyền mẹ em thưa. Bà nói gì? Vậy là mẹ có ngày đám là mẹ có xuống không? Dạ không. Nhưng mà mẹ đòi thưa? Dạ. Sau khi mà mẹ kêu em về nhà mẹ ở. Bà em cũng kêu là vậy thôi, về mẹ ở khỏe thử đi rồi coi mẹ có thương không, nếu không thương thì về ở với bà Tư. Thì em cũng về mẹ em ở khoảng đâu chừng một tháng đổ lại. Mẹ em thì chỉ thương nhỏ em của em thôi, là mua thịt mua cá cho nó ăn, còn em thì chỉ ăn mì gói thôi, với lại là phải làm công chuyện nhà. Ủa mà con riêng hả? Dạ con chung đó. Mà thương con trai thôi? Dạ. Tại sao mà cho thịt cá cho em của em mà lại cho em ăn mì gói? Cũng không biết luôn nữa. Nên thấy vậy mới xin về bà Tư ở. Cái mẹ mới la, mẹ mới nói là ở với mẹ không ở thì ở với người dân, mà trong khi đó là bà Tư nuôi em ăn học từ lúc nhỏ mà tới lớn luôn. Bà lúc mà em đi học á thì bà già cỡ đó, bà cũng sáu mấy gần 70, bà vẫn đi làm mướn để lo cho em ăn học. Ơi mẹ em xem clip mẹ em có điện với em không? Dạ không, em không có giữ liên lạc với mẹ em. Dạ hả? Dạ. Em có biết mẹ hiện nay đang ở đâu không? Mẹ thường là mẹ ở trong đường Tây Khánh 8. Tây Khánh 8 ở trong Mỹ Hòa hay gì á. Mà giờ mẹ em cũng ít gặp mẹ lắm. Vậy hả? Dạ. Còn ba em thì mất tích hồi mười mấy năm nay, cũng không biết ở đâu luôn á. Coi như là gia đình thì không còn ai liên lạc với ai trên hả Nhung hả? Chỉ còn liên lạc với bà thôi hả? Dạ. Thì mẹ cũng không có quan tâm đến cuộc sống của em như thế nào luôn đúng không? Dạ không. Thấy gì buồn dữ không Nhung? Dạ buồn. Với bà Tư thương. À với bà Tư là bao nhiêu năm Nhung? Dạ ở với bà Tư là từ hồi một tháng mà tới 16 tuổi. Ở từ 1 tháng mà đến 16 tuổi luôn. Dạ. Tư cho ăn học luôn. Dạ. Lúc đó em học đến lớp mấy anh quên rồi ta? Em học tới lớp 8. Học đến lớp 8 là nghỉ. Dạ. Là mình không thích học nữa hay là sao? Dạ, hay là gia đình không đủ điều kiện? Em cũng muốn học nữa. Bà em cũng lo. Mà em thấy bà em già đi làm mà lo em hoài, nên em thấy thôi nghỉ học em đi làm kiếm tiền. Dạ. Đừng có nắm đầu mẹ. Một cái thiếu nữ rất là trẻ luôn, nhưng mà nghe tên cái kêu là đừng có nắm tù mẹ, mình thấy nó sao sao á.
Hôm nay á thì anh dạ cho em vuốt cái đầu nó vuốt cái đầu nữa tóc nó xịn ngược không. Nhìn thấy dạ thường ngủ sớm không Nhung? Dạ ngủ sớm. Dạ ngủ sớm mà thích chịu chảy. Lo hai đứa này sáng rồi phải tắm rửa hai đứa này rồi tôi thức 4 giờ thức rồi. Mà trời nó tắm rửa hai đứa con rồi xong cả 9-10 giờ không có đi tới chảnh. Nó buông quán được. Dạ. Dạ. Hôm nay á thì có dịp về lại An Giang á. Thì đến đây trước mắt là để thăm chú với lại hoàn cảnh của em Nhung. Dạ. Thì con thay mặt cho chị Lan Đài ở Canada gửi cho em Nhung 5.900.000 đồng để mà chi phí sinh hoạt sửa sùng cho bé đó, cũng như là làm cái phương tiện trong cái thời gian sắp tới như mua thuốc đủ luôn. Đây 1, 2, 3, 4, 5 5.900.000 anh gửi cho em ha. Này là phần quà này của chị Lan Đài ở Canada. Lan Đài. Dạ con xin cảm ơn cô Lan Đài đã giúp đỡ cho con số tiền này để con có tiền trang trải trong cuộc sống và mua sữa tã cho con. Con xin cảm ơn rất nhiều. Chú có muốn nói lời nào không? Dạ. Chú có muốn nói lời nào với Mạnh Thường Quân không? Cảm ơn cái chị Lan Đài. Chị Lan Đài giúp đỡ cho gia đình với con dâu trang trải nó mua sữa sùng mua tã cho con đó. Dạ. Cảm ơn chị Lan Đài. Chị xem được cái clip của em Nhung á, chị rất là cảm mến, chị có ủng hộ. Dạ. Dạ. Thì một lần nữa thì chắc có lẽ là Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn. Xin chân thành cảm ơn chị Lan Đài ở Canada đã hỗ trợ cho bé Nhung có cái cuộc sống, chi phí sinh hoạt hàng ngày để nuôi hai bé. Thật ra thì những lúc như thế này là những lúc khó khăn nhất nè. Đó, thì thôi chắc có lẽ là tạm biệt gia đình mình ha, cố gắng giữ gìn sức khỏe. Dạ. Nhưng mai mốt thì em chuyển sang là lấy giấy số tiền mặt đi. Dạ. Để lời nhiều hơn tí xíu. Dạ. Nha Nhung. Dạ. Thôi chào gia đình mình ha, chào chú ha. Dạ. Dạ.